Bà mà xem client ấn ấy để dân lọc cho chuyển môi user âm bổng bay YouTube nít và dân mơ CD drive nít tầm mang ai remove all sorry chảy sorry chỉ bài nè dân kênh gọi bà ấy bạc bàn nè thì tích tiết tôi bị dân ấy hám dân cũng nọt ca ca phá user nè user âm bổng bay YouTube nít ở ai chảy ở ai bà CD drive nít đi và nít dân chặt tục nâng nâng bậc remove storage device miền floppy disk miền USB drive CD ROM drive ấy nít nha ok và chứng đảm bay block group remove all storage nâng và ắt ai user nâng nâng OU na mùi pra remove all storage device bán nhưng mau server manager server manager nè và mau server manager hay cho tập can group policy ấy management hay cho tập search vài chi o mà và chi thống mà nào ok và những cái group policy manager management và ba group policy management console mà sau đó chất thật vừa không cầm rắt domain được gọi OU là cái vừa không cầm rắt OU OU đã user âm của bài YouTube thật đầu ok mà server với chẳng cứ OU âm của bài user này ok nhóm bà can group policy object may mới tiết ok right click được biết và create group policy object ok hãy cập đặt cho một tham block và block all removable nè removable storage và device ok đặt chuột group policy object ở trong sạch riêng và dương máu và mình men đặt chuột chân hơi ở phía đó client này lên pra removable storage chân bàn thế nhưng mà nó pra thom ấy thom đá thì nè chân đầm râu ở dương ấy mà server với cái prai và group policy of age of chính nhỉ và đầm râu ở dương cái prai với chân right click mouse edit nè edit với cả cái prai nếu trong user configuration nhưng phần lìa ấy policy mouse tiền ok mouse CA tấm nè chỉ cần miền remove apple sorry asset ok thì mơ nè anh ấy miền cd dvd deny read asset nè phần mà dương trong deny để cd hay dvd nè phần cô đào nhất tập ok cô đào nhất cứ all remove apple sorry asset classes là xong tốt all remove apple sorry classes deny all assets ok chắc dương ai chưa được cảm thấy thế và ta ta làm đầu cá và dưới thì chứng dân đô bị not configure more enable hay apply ok hay complete run gp address box hay bắt đầu một tiết dân từ taxi và bôi client và bắt đầu bị run gp address box nó lên server hay log off chủ tế server hay đấy ok so dương log in cho mà server ok hai dương mà testing về mỗi client nhưng mà client nào để prai bán tại sao anh toàn tụi tôi cho cái ấy cái prai nó lại đó chứ làm đâu ở dương ấy ram gp address lock for và làm đâu ở dương ram G P F D dot clear slide for mà ở bên tôi cho cả cái price tôi cho cả update pixel server ok khang server dừng ok hết đó là khang client ok dừng yes mỗi máu dừng log in cho biết như là khơi tha cd drive nó muốn nâng tra bán là lâu nâng tra lên nhỉ lệnh bàn user âm phạm bấy
UA2. Okay, hello, you must test my computer mouse. Okay, so you assign it to die, assign it to my page, but it's that. Okay, but it's that. But I try see you will come down. My try it to my top down is that you have when you have the group remove a boss solid device. Okay, but group remove a boss solid device. Okay, so you must record.